Xin chào thể các bác mình nha. Hôm nay gửi tới mấy bác một con Kubota M6040 nha. Chiếc này đời 2016 mà được cái là nó đẹp. Đẹp hơn sao là bốn cái vỏ nè. Các bác nhìn đây như mới. Thứ hai nữa là zin toàn bộ động cơ Amiya hộp số luôn. Rồi giờ trước đầu tiên thì để em quay cái động cơ 6040 nó đi ủi làm công trình nè bà con. Ủi cát nha. Đây ủi đó cát rồi bánh nó chạy nó không có bị trượt nhiều, cũng khỏe lắm. Đây là M6040 hàng Thái Lan nha. Động cơ đây 7GH đây các bác. 2016 nguyên zin nguyên bản. Để hồi văn rửa lại rồi bà con nào thích thì cứ alo cho văn. Là Amiya zin nha. Hộp số này kia zin hết. Xe nguyên zin nguyên bản Thái Lan nhập về nguyên con. Đang làm đất nhà nên là lấy qua test máy luôn rồi gửi video cho bà con ha. Ghế này thì em sẽ thay lại bà con ghế khác. Còn nhàn lông lá nó đây nguyên zin em bảo đảm luôn nha. Chưa ai động chạm gì vô hết. Và để quay lại cái động cơ này bôi cho bà con xem. Đó, nghe tiếng máy nó gông dữ không? Nghe tiếng máy nó gông nó đã ghê. Đó, không thấy miếng khối luôn mà. Rồi, để qua bên đây gửi cho bà con. Làm mũi trước nè, nãy giờ em làm cũng ngàn mấy mét vuông rồi. Rồi em đang ủi với lại cày lên nè. Đây nguyên kia hết toàn bộ. 2016 chiếc này nha. 2016 Amiya nè. Chiếc này giá hơn 300 chút xíu thôi bà con. Hơn 300 xíu thôi. Là đủ bộ cày phay ủi luôn nha. Rồi đùi trước đó nè. Xe này ngon đẹp lắm. 4 vỏ lốp là nó mới vừa thay 4 vỏ lốp gây cao luôn. Cày DH247 cày này đi theo máy luôn nha. Mà cái nước sơn nó còn nhiều là bà con hiểu rồi đó. Cày 7 chảo nha. Cây chà chăn nó cái logo nó còn là đích xới nó đây. Để hồi em rửa gái lại cái đã. Nó mới về em cũng chưa rửa gì hết. Là 6040 nó đi ủi làm công trình nè bà con. Ủi cát nha. Đây ủi đất cát rồi bánh nó chạy nó không có bị trượt nhiều, cũng khỏe lắm. Giờ đang làm cho nó phẳng mặt bằng lại cái. Ở đằng sau ủi ở trước ủi đằng sau cày luôn nha. Chạy tầng số 2 số 3 rùa gì á. Chạy khỏe lắm, nãy giờ làm một đoạn dài vậy đó mà. Rồi ve đi anh. Chiếc này đời 2016. Mà test thêm đường cày nữa nha. Đây. Nó cày rất là ok luôn. 7 chảo, tại vì cái này em chưa có chỉnh lại nha. Em chưa có chỉnh nha, cày lại nãy máy mới về là em chạy ra em cày luôn rồi. Em chưa có tăng đưa, chưa chỉnh kiếm gì lại hết trơn á. Rồi, ủi ra đây.